Guồng máy chiến tranh của Nga vẫn quay đều, bất chấp những nỗ lực trừng phạt từ phương Tây. Thay vì đưa quân vào Ukraine để trục xuất quân Nga ra khỏi lãnh thổ của họ và kết thúc cuộc xâm lược tàn khốc của chính quyền Putin ở đất nước láng giềng, như những gì Hoa Kỳ và Liên Quân từng làm với cuộc xâm lược Kuwait của Iraq năm 1991 vì e ngại vũ khí hạt nhân Nga. Washington và các đồng minh đã không thể làm gì hơn là viện trợ vũ khí, tài chính cho Kyiv và áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Moscow. Nhưng nguồn tài chính của Kremlin vẫn còn những góc tối mà những bàn tay quyền lực ở phía đối diện chưa thể chạm tới. Hằng Lâm và Quân Sự Mở xin kính chào quý vị. Đầu tiên, điều mà chắc chắn ai trong quý vị cũng đang thắc mắc, đó là cỗ máy chiến tranh của Nga đang thiêu đốt bao nhiêu tỷ rúp quy đổi ra đô la Mỹ trên mảnh đất Ukraine mỗi ngày. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, một văn bản từ Bộ Tài chính Nga được tỷ phú lưu vong và từng là người giàu nhất nước này, Mikhail Khodorkovsky, tiết lộ, tính đến ngày 28 tháng 8 năm ngoái, tức là thời điểm cuộc chiến đã diễn ra được 6 tháng, chính quyền Nga đã chi tổng cộng 361,4 tỷ rúp để bồi thường cho các quân nhân tử trận, với trung bình mạng sống của mỗi thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh và còn một tương lai rất dài ở phía trước, được chính quyền ông Vladimir Putin mua với cái giá 7,4 triệu rúp. Tính theo tỷ giá rúp đô la Mỹ trung bình thời gian qua là 1/80, số tiền trên tương đương với 4,5 tỷ đô la Mỹ và nó đủ để chi trả cho khoảng 49.000 quân nhân Nga tử trận. Chưa tính đến thành viên của Wagner, những người dân bị ép ra trận ở hai khu vực tự xưng vùng Donbass và lính Chechnya, cũng như các lực lượng đánh thuê khác. Nó khiến cho người ta giật mình sửng sốt về con số tổn thất kinh hoàng và số tiền mà chính quyền Putin phải chi ra chỉ cho riêng tổn thất nhân mạng binh sĩ trên chiến trường, trong khi cuộc chiến mới chỉ diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn ngủi. Nga còn đốt thêm bao nhiêu tiền ở Ukraine? Theo Economist, chi phí tài chính trực tiếp cho cuộc xung đột ở Ukraine, chi tiêu cho binh lính và trang thiết bị vũ khí, ước tính chiếm khoảng 3% GDP hàng năm của Nga, tương đương khoảng 67 tỷ đô la Mỹ. Khoản chi tiêu hiện tại của Nga không thể so sánh được với những gì mà nước này từng bỏ ra trong lịch sử. Trong Thế chiến II, Liên Xô đã chi khoảng 61% GDP. Tuy nhiên, con số 3% GDP mà Nga phải chi cho xung đột hiện nay ở Ukraine vẫn cao hơn nhiều so với cuộc chiến ở Afghanistan, khi mà Liên Xô chỉ phải rót 0,4% GDP cho nó. Còn Newsweek dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định, sau một năm tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, số tiền mà Nga đã chi cho cuộc chiến có thể đã lên tới hàng ngàn tỷ rúp. Boris Grozovsky, một chuyên gia kinh tế từ Trung tâm Wilson, Mỹ, ước tính rằng chi tiêu quân sự của Nga tiếp tục tăng nhanh và có thể đã vượt mốc 9.000 tỷ rúp, tức là 119 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch chi tiêu của chính phủ Nga vào năm 2022 là khoảng 23.700 tỷ rúp, tương đương với 314 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khoảng 3.500 tỷ rúp, tức là 46,1 tỷ đô la Mỹ, sẽ được chi cho quân sự và 2.800 tỷ rúp, tức là 36,9 tỷ đô la Mỹ, sẽ dành cho cảnh sát và dịch vụ an ninh FSB, lực lượng kế tục của KGB ở Nga hiện tại. Ông Grozovsky cũng cho biết, một phần ngân sách cho lực lượng cảnh sát và FSB đã được chuyển cho cuộc chiến. Nga dường như đã chi vượt định mức ngân sách quân sự ban đầu từ tháng 9 năm 2022. Cùng với các chi phí gián tiếp, bao gồm chữa trị cho quân nhân bị thương, trả lương cho giới chức mới được bổ nhiệm ở các khu vực Moscow kiểm soát tại Ukraine, tổng chi phí mà Nga bỏ ra trong một năm qua có thể đã vượt quá 15.000 tỷ rúp hay là khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo tổng biên tập chuyên trang quân sự Soprev Sinspun, con số mà ông Grozovsky ước tính dường như vẫn chưa đủ, Nga có thể phải chi nhiều hơn. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu bạn có một chiếc ô tô trị giá 50.000 đô la Mỹ bị cháy trong một vụ hỏa hoạn, bạn sẽ mất 50.000 đô la Mỹ cộng với số tiền bạn bỏ ra để mua một chiếc mới thay thế nó, vì bạn vẫn cần một chiếc ô tô, ông nói. Nếu vậy thì theo cách nói dễ hiểu của ông Spoon, chỉ riêng với hơn 600 máy bay, bao gồm cả trực thăng và chiến đấu cơ cánh cố định của Nga đã bị bắn hạ theo như số liệu của Kyiv, thì Nga đã tổn thất hơn 12 tỷ đô la Mỹ, với ước tính trung bình giá trị của chúng chỉ ở mức 20 triệu đô la Mỹ cho mỗi chiếc. Nhưng có lẽ con số này phải cao hơn khá nhiều. Trong khi doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga giảm gần 40% trong tháng 1 năm 2023 do các lệnh trừng phạt và áp giá trần của phương Tây, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết vào cuối tháng 2 năm nay, nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí của Nga trong tháng 1 là 18,5 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn 38% so với 30 tỷ đô la Mỹ mà Moscow đã thu được cùng kỳ năm ngoái, một tháng trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Vậy thì vì sao mà chính quyền Putin vẫn còn khả năng chi trả cho cuộc chiến vô nghĩa? Chúng ta đang nói đến kim loại và đá quý. Theo ước tính, việc xuất khẩu hai loại hàng hóa này sang các nước phương Tây vẫn mang lại cho quốc gia xâm lược thêm 20 tỷ đô la mỗi năm. Những khoản thu nhập này nằm rải rác trên hàng chục loại giá kim loại và đá quý khác nhau, và các công ty Nga có thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ kinh phí để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Kim cương cho Bỉ. Theo GNCOMCHAT, vào năm 2022, Liên bang Nga đã cung cấp số kim cương cho thị trường phương Tây trị giá gần 1,5 tỷ đô la và 95% số tiền này đến từ những người mua ở Bỉ, chính tại Antwerp, nơi có trung tâm kim cương lớn nhất thế giới. Khu kim cương của thành phố này đã giao dịch với những viên kim cương từ khắp nơi trên thế giới. Không phải tất cả kim cương ở Bỉ đều là của Nga. Quốc gia xâm lược chỉ chiếm 25% nguồn cung đá quý, nhưng Liên minh châu Âu vẫn chưa đưa ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc cung cấp sản phẩm này. Đại diện của ngành công nghiệp kim cương Antwerp phản đối lệnh trừng phạt bởi vì việc từ chối đá quý của Nga sẽ dẫn đến sự phá sản của các thương nhân nhỏ và mất 10.000 việc làm. Năm 2022, phát biểu trước Quốc hội Bỉ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cố gắng thuyết phục chính quyền địa phương rằng hòa bình đáng giá hơn bất kỳ viên kim cương nào. Chính phủ Bỉ đảm bảo rằng họ không ngăn chặn việc áp dụng lệnh cấm vận. Tuy nhiên, trong mỗi gói trừng phạt, quốc gia này cố gắng tránh các biện pháp chống lại kim cương của Nga. Nhóm các công ty Androsa do chính phủ Nga kiểm soát nhận tiền từ việc bán kim cương cho Bỉ. Nhóm này là một trong những ví tiền lớn mà Điện Kremlin tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Androsa vẫn tránh được lệnh trừng phạt của phương Tây. Canada, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nhật Bản chỉ áp đặt các hạn chế đối với ban quản lý. Đồng thời, EU và Thụy Sĩ không vội đưa ra các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các giám đốc. Ngoài các nguồn lực của Androsa được huy động cho nhu cầu của cuộc chiến, nhóm này còn hỗ trợ bảo trì một trong những chiếc tàu ngầm của hạm đội Biển Đen mang chính tên nó. Tàu Diazen Điện Androsa là một phần của hạm đội Biển Đen của Nga và là chiến hạm mang tên lửa Kalib. Androsa không chỉ là phí tiền mà còn là công cụ địa chính trị của Putin để chinh phục châu Phi. Nhóm này có các mỏ kim cương ở Angola, Zimbabwe, Cộng hòa Dân chủ Congo và đang để mắt đến Cameroon, nơi lính đánh thuê người Nga của tập đoàn Wagner đã hoạt động. Cùng với các khoản đầu tư của Nga vào các quốc gia này là ảnh hưởng đối với các chính trị gia địa phương. Mặc dù vậy, Bỉ vẫn tiếp tục bơm tiền cho Androsa. Năm ngoái, người Bỉ đã giảm nhập khẩu kim cương của Nga, nhưng chỉ bằng 1/4. Antwerp lo lắng rằng nếu lệnh cấm vận được áp dụng, người Nga sẽ chuyển kim cương của họ sang các trung tâm cạnh tranh ở Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel. Nếu Bỉ đồng ý với các biện pháp trừng phạt, họ sẽ muốn phối hợp cấm vận kim cương Nga với các nước phương Tây khác. Kế hoạch là tạo ra một hệ thống theo dõi nguồn gốc của kim cương và cấm các nước mua kim cương từ nguyên liệu thô của Nga. Sau đó, các trung tâm Ấn Độ và Ả Rập sẽ không thể kiếm tiền từ việc bán kim cương độc hại của Nga và Bỉ sẽ được hưởng lợi từ việc bán kim cương đúng, Svetlana Taran, nhà phân tích tại trường kinh tế Kyiv cho biết. Tờ Financial Times viết rằng Bỉ được cho là đã đồng ý với việc áp dụng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, theo đại diện của Ukraine, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Theo một nguồn tin từ những người quen thuộc với nội dung của gói trừng phạt tiếp theo cho biết, trong dự thảo gói trừng phạt thứ 11 được công bố vào ngày 9 tháng 5, không có một từ nào nói về lệnh cấm vận kim cương chống Liên bang Nga. Trong khi Bỉ và Liên minh châu Âu đàm phán, Nga sẽ có thời gian để chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với mỗi ngày chậm trễ, lệnh cấm vận tiềm năng mất đi ý nghĩa của nó. Tương tự, chúng ta cũng có bạch kim cho các nhà sản xuất ô tô phương Tây. Nga cũng bán nhiều kim loại nhóm bạch kim. Năm 2022, xuất khẩu của họ sang các nước phương Tây đã mang lại cho người Nga 3,8 tỷ đô la. Không giống như kim cương, không có cuộc thảo luận nào về việc đưa ra lệnh cấm vận đối với chúng. Doanh số bán bạch kim và paladi mang lại nhiều thu nhập nhất cho người Nga. Những người mua chính ở phương Tây là Mỹ, Anh, Đức và Ý. Kim loại màu cho EU. Vào năm 2022, doanh số bán nhôm và đồng cho các nước phương Tây đã mang lại 6,7 tỷ đô la cho Nga. Hầu như tất cả kim loại đã được xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu. Những người hưởng lợi lớn nhất đều có đặc điểm giống nhau, đều là thành viên của đảng nước Nga thống nhất cầm quyền của ông Putin. Những kim loại này được sử dụng trong sản xuất ô tô điện, vì vậy nhu cầu về chúng không ngừng tăng lên. Titanium cho Hoa Kỳ và Đức.
Năm 2022, các nước phương Tây đã mua Titan của Nga với giá 365 triệu đô la. Khối lượng lớn nhất thuộc về các nhà sản xuất máy bay Airbus và Boeing tại các nhà máy của họ ở Hoa Kỳ và Đức. Thép và sắt cho cả thế giới. Luyện kim màu của Liên bang Nga nhiều lần bị đưa vào các gói trừng phạt, nhưng các nước phương Tây vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn sắt, thép, quặng và hợp kim sắt của Nga. Vào năm 2022, những hàng hóa này đã đem lại cho Nga 5,3 tỷ đô la. Trong gói trừng phạt thứ 8, Liên minh châu Âu đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu kim loại đen của Nga, nhưng nó sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2023 và trong một số trường hợp là vào năm 2024. Sự sụt giảm sản lượng thép ở Nga vào năm 2022 không đáp ứng được kỳ vọng của các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt. Theo trung tâm CMK, Hiệp hội Thép Thế giới vào tháng 4 năm 2022 đã dự đoán mức giảm 20%, nhưng thực tế mức giảm chỉ là 7%. Vấn đề thời gian. Những người chỉ trích các biện pháp trừng phạt gia tăng cho rằng Nga đang chuyển hướng tất cả hàng hóa của mình sang châu Á và sẽ có được nguồn thu trong mọi trường hợp. Theo ông Taran, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ không thay thế hoàn toàn thị trường giàu có và gần gũi về mặt hậu cần của các nước G7, nên lời chỉ trích này là không chính xác. Các biện pháp trừng phạt vẫn là một công cụ mạnh mẽ khi được áp dụng mà không có ngoại lệ, nhưng thời điểm của lệnh cấm vận cũng rất quan trọng. Khi nó bị trì hoãn càng lâu, Nga sẽ càng có nhiều thời gian để định hướng lại một phần hàng hóa sang thị trường châu Á. Nguồn thu từ các nước phương Tây cũng cho phép người Nga tài trợ cho ngân sách chiến tranh trong giai đoạn nóng nhất của nó. Nhà phân tích của dự án N, tài sản của Nga như một nguồn phục hồi kinh tế của Ukraine. Lydia Lisovska lưu ý rằng, bất chấp áp lực của các biện pháp trừng phạt, ngành công nghiệp khai thác và chế biến của Nga vẫn tiếp tục tăng cường sản xuất một số mặt hàng nhất định. Trong quý đầu tiên của năm 2023, sản lượng phôi thép không gỉ ở Nga là 132,6% so với cùng kỳ năm 2022. Việc sản xuất tinh quặng trì, thỏi thép hợp kim, bột bạc, dây nhôm, titan, kẽm và magie chưa qua chế biến tăng đáng kể. Họ vẫn chưa nghiêm túc bắt đầu bất cứ điều gì. Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã cạn kiệt. Thế giới không chỉ có một Ukraine. Trong khi ít nhất thì thế giới phương Tây đã lên tiếng phản đối một cách công khai, áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga ở nhiều khía cạnh và viện trợ vũ khí, mặc dù khá muộn màng và chưa tương xứng với những gì người Ukraine phải chống lại. Hơn 40 triệu người dân Ukraine vẫn may mắn hơn hàng triệu người dân tộc thiểu số ở cao nguyên Tây Tạng, hàng chục triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, hay hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại suốt nhiều năm qua, mà gần như giới chính trị và báo giới phương Tây hoàn toàn im lặng. Nếu như trong gần một năm rưỡi qua, Tổng thống Nga Putin xua 150.000 quân đội vũ trang xâm lược Ukraine với mưu đồ cướp đoạt lãnh thổ và sau đó phải bổ sung thêm hàng trăm ngàn binh sĩ cùng với nhiều vũ khí, thì lý do để 10 triệu nhân viên công quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự điều hành của phòng 610 với đủ loại lực lượng từ quân đội, cảnh sát và mật vụ, hồ phòng hoán vũ, khuấy đảo càn khôn, bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công chỉ đơn giản là làm theo một mệnh lệnh quái đảng từ tâm tính hẹp hòi đố kỵ của lãnh đạo Trung Cộng thời điểm đó mà hiện đã qua đời là Giang Trạch Dân, và làm theo đảng tính bạo ngược cũng như đường lối trị quốc tàn nhẫn và vô nhân tính nhất trong các hình thái nhà nước từ xưa đến nay, vốn đã được tích lũy vô số kinh nghiệm khủng bố dân chúng qua hàng chục cuộc vận động chính trị lớn chỉ trong vòng có chưa đầy 50 năm cướp đoạt chính quyền thành công và chấp chính trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn. Nếu như người Ukraine còn có quân đội để phản kháng và có chính phủ để điều hành các gói hỗ trợ mà nay đã lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ để duy trì bộ máy hành chính và tăng cường năng lực cho quân đội với rất nhiều những vũ khí uy lực như pháo phản lực HIMARS, xe tăng chủ lực Leopard 2 hay tới đây là tiêm kích F-16, thì hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công tự phát và tự tâm chỉ có duy nhất một thứ vũ khí để chống lại bạo quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính tính. Niềm tin vào sự lương thiện, sự tử tế từ trong bản tính của nhân loại và là những điều mà nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến nó được hồi sinh trong trái tim họ sau nửa thế kỷ Trung Cộng tẩy não hơn 1 tỷ dân Trung Quốc bằng bạo lực và dối trá, trong khi phải đối diện với chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy diệt thân thể do cơ cấu quyền lực tà ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân vận hành. Trong khi có một làn sóng các doanh nghiệp lớn của phương Tây quay lưng với Nga và ngừng kinh doanh ở quốc gia thực hiện tội ác chiến tranh này, có một cơn sóng thần đầu tư đổ vào Trung Quốc trước, trong và sau khi cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.
trong cái xu thế được gọi là toàn cầu hóa được khởi xướng bởi một chính phủ vốn luôn là mục tiêu lật đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay hay Liên Xô trước đây. Vì nơi đó được ví như ngọn đuốc dẫn đầu thế giới tự do, mang đến những khoản lợi nhuận kết xù cho chỉ riêng Trung Quốc trong xu thế đó chính là Hoa Kỳ. Để rồi nó dùng chính thặng dư thương mại và của cải tích lũy được để đàn áp người dân vô tội, hủy hoại chính tính và tranh phong với chính nước Mỹ. Cuộc chiến của Tổng thống Nga Putin ở Ukraine có thể sẽ sớm hạ màn, vì dù sao Nga cũng không thể đủ sức chi trì cho cuộc chiến quá lâu, trong khi Ukraine đang nhận được rất nhiều hỗ trợ. Nhưng cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công đã diễn ra quá lâu mà chưa mấy người nhìn ra thời điểm tội ác quán tuyệt của Kim này phải dừng lại. Mặc dù làn sóng đăng ký thoái đảng toàn cầu, thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc như Đảng, Đoàn, Đội để tránh thoát khỏi tương lai nhục nhã sau này vì đã từng chọn đứng chung hàng ngũ với cái ác đã lên tới hơn 400 triệu người. Đơn giản là vì họ phải đối đầu với một lực lượng tà ác có quy mô khổng lồ của chính thể Bắc Kinh, trong khi các đại tỷ phú phương Tây vẫn không ngừng đầu tư vào Trung Quốc để bơm máu cho nó. Mục sư Martin Luther King, nổi tiếng của Mỹ, từng có một câu nói bất hủ. Trên thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những lời nói và hành động của những người xấu, mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt. Những người tốt im lặng, họ sẽ đi đâu và đối mặt với những điều gì khi mà những chính thần, nếu họ thực sự tồn tại, mục đích quét sạch những kẻ ác và im lặng trước tội ác như trong dự ngôn về ngày đại thẩm phán lưu truyền từ vạn cổ xa xưa, ở cái thời mà gần như chính tính và trí huệ đã thực sự biến mất trên cõi đời. Phải chăng vẫn còn đâu đó cho chúng ta một lối thoát?